Tiền Giang, thầy giáo thể dục đâm chết đồng nghiệp ngay tại trường. Do mâu thuẫn, Phạm Thế Giáp, sinh năm 1984, giáo viên dạy bộ môn thể dục tại trường trung học cơ sở Nguyễn Du ở Kiên Giang đã dùng dao đâm chết đồng nghiệp của mình tại căng tin của trường. Liên quan đến vụ án mạng sáng mùng 7 tháng 9 tại trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang làm một thầy giáo dạy thể dục tử vong. Chiều mùng 7 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thế Giáp, sinh năm 1984, ngụ phường An Bình, thành phố Rạch Giá, về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1982, ngụ phường An Hòa, là thầy giáo dạy thể dục cùng trường với hung thủ. Tại cơ quan điều tra, Giáp khai nhận Giáp và Tuấn cùng là thầy giáo dạy bộ môn thể dục tại trường trung học cơ sở Nguyễn Du, hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ngày 6 tháng 9, Giáp lên phòng giáo viên tại trường để xem lịch giảng dạy thì xảy ra va chạm với thầy Lê Phước Hảo, cũng là đồng nghiệp với Giáp. Sau khi được mọi người can ngăn, cả hai đã bỏ về. Chiều cùng ngày, Giáp lên trường dạy học thì bị thầy Tuấn hăm dọa là sắp tới sẽ kêu người đánh Giáp. Đến sáng mùng 7 tháng 9, sợ bị thầy Tuấn đánh nên khi đến trường dạy học, Giáp mang theo một con dao dài khoảng 20cm với mục đích phòng thân. Sau khi đến nhà đa năng đợi học sinh đến học, Giáp thấy thầy Tuấn đi ngang qua, không kìm được cơn nóng giận, Giáp liền cầm dao đi xuống căng tin tìm thầy Tuấn. Sau khi mua chai nước, Giáp tiến đến bàn của thầy Tuấn đang ngồi và đặt chai nước xuống, đồng thời cầm dao đâm một nhát vào ngực làm thầy Tuấn té ngã. Sau đó, Giáp tiếp tục đâm thêm 9 nhát dao nữa làm thầy Tuấn tử vong. Gây án xong, Giáp bẻ lưỡi dao quăng bỏ tại sân trường, còn cán dao Giáp chạy đến cầu mùng 3 tháng 2 vứt xuống sông, sau đó đến cơ quan công an đầu thú. Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan công an làm rõ.